Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng nè. Và hôm nay Thắng có mua hai bộ đồ chơi xe đua, ô tô điều khiển. Một bộ bé này là mua cho Thắng, còn một bộ to này là mua cho anh Thịnh Thối. Anh Thịnh Thối đang quay video cho Thắng nè. Thì hôm nay Thắng sẽ review hai cái chiếc xe này, rồi cái video sau Thắng sẽ chơi thử. À không, ở cái video sau Thắng sẽ nghĩ ra cái trò chơi gì để Thắng Minh Thịnh chơi. Còn hôm nay thì Thắng sẽ review hai chiếc xe ô tô này, hai chiếc xe siêu xe luôn đấy nha. Thì bây giờ Thắng sẽ review chiếc xe của ai trước nhỉ? Hay là Thắng sẽ review cái chiếc xe của Thắng trước đi, còn cái chiếc xe của anh Thịnh tí nữa cho anh Thịnh review. Ok, thì đây này, chắc phải ngồi ra đâu nhỉ? Ngồi ra đâu nhỉ? Để đây nó rơi mất ô tô nhỉ? Đây này, đi lên đây, đi lên đây anh Thịnh ơi. Đi lên đây, đi lên đây. Đây này, bây giờ Thắng sẽ ngồi đây để review cho mọi người biết cái chiếc xe của Thắng. Đây, mở hộp, Thắng đã mở hộp sẵn rồi. Nói chung cái hộp này nó mỏng lắm, đi ở ngoài đường là người ta làm bẹp ngay, người ta ship cho Thắng ấy. Đây là bên trong có quả pin, đây là cái điều khiển này, pin này. Và đây, wow, là chiếc siêu xe Lamborghini đã được độ này các bạn ơi. Độ màu sắc cực kỳ, hình gì đây ta? Hình này là hình hoạt hình gì ấy? Kiểu như là hình hoạt hình của chú Hè sao ấy. Đây này, wow, xịn chưa bạn ơi? Cực kỳ là xịn xó luôn. Đấy, thì cái chiếc ô tô này nó chạy bằng pin nhá. Đây này, phải có tô vít, Thắng mang tô vít rồi. Đây, pin này nè, 5 quả pin. Tổng cộng là 5 quả pin thì mới chạy được cái chiếc xe này. Một xe 5 quả pin đó. Một quả xe 5 quả pin. Đây, cái tô vít này, Thắng để cái tô vít ở trong này. Ok, đây, Thắng sẽ xoáy cái lắp pin này ra. Ui, cái cửa của nó này, cái cửa nó chắc là mở được lên tự động sao ấy. Ừ, chắc phải. Nó không có cốp, xe này không có cốp. Ui, nhìn ngang ngang xem, đẹp ơi đẹp luôn. Đấy, công tắc này. Bây giờ Thắng sẽ xoáy cái ốc này ra để lắp pin vào. Xong rồi. Tô vít hay nhỉ? Cái tô vít này là em tự làm. À, tự làm á? Ghê không, ghê không? Ghê, anh cái tô vít đã cho thôi. Cái ô tô này chạy bằng 3 quả pin. Một quả này, 2 quả này, 3 quả pin này. Rồi, bây giờ Thắng sẽ lắp vào. Đó, và xoáy ốc vào. Xoáy ốc cho nó chặt, để cái lúc đua ấy nó không bị tuột cái lắp pin này ra. Ok, xong rồi nha. Xong chiếc xe của Thắng rồi. Bây giờ Thắng sẽ lắp pin vào cái điều khiển này. Ngày xưa Thắng thích cái ô tô này lắm, nhưng mà ngày xưa không có tiền để mua. Bây giờ mới có tiền để mua này. Để dành tiền từ Tết mua. Tiền từ Tết đây. Năm nay không đưa tiền lì xì cho mẹ để dành mua ô tô. Để còn mua cho anh Thịnh nữa chứ. Ghê không, ghê không? Ghê. Quá là ghê luôn. Chắc của anh chắc chiếc 50.000 hay 20.000. Chiếc của anh là 300.000, còn chiếc của Thắng là 100.000. Đấy. Đứng nhỏ nó đắt hơn, to nó đắt hơn ạ. To đắt hơn, một chiếc là 300.000 và một chiếc là 100k. Ui. Nắp con ốc này vào. Xong rồi nha, bây giờ Thắng sẽ bật cái chiếc xe của Thắng lên và điều khiển xe nào. Đây, đây là cái công tắc bật này, bật lên, đó. Có nhiều bạn chơi cái xe này rồi, Thắng, đây là cái lần đầu tiên Thắng chơi cái xe này luôn. Đây là nút này, chắc là tiến lùi này. Và này, đây là sang phải, sang trái này. Cái nút này là gì đây? À, cái nút này là mở cửa xe này. Ui, như Lamborghini thật luôn này, nhìn tình này. Chết đây. Ui, mở này. Ấn này. Mở ra, thấy chưa, ghê không, ghê không? Đó, mở. Đây này, bên dưới này, nút sang phải sang trái này. Đấy, này. Đấy, nó sang phải sang trái luôn. Xịn thật. Lần đầu tiên nghịch cái chiếc siêu xe nó xịn như thế này luôn. Bây giờ Thắng sẽ đi thử nha. Đóng cửa lại. Đó, Thắng sẽ cho đi thử này. Đi thẳng này. Đó, wow. Ngoành ngoành, đấy. Đi vào chỗ Thắng này. Ui, 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 ui. Quanh về đây, ơi ơi, đó, đó, wow, xịn phết. Để xe nó có thể đi xa đến tận đâu nào. Đây Thắng sẽ đứng ở mái tít ngoài này. Đây, bây giờ Thắng đứng xa ơi là xa này. Đấy, wow, ô tô điều khiển xa phết. Ô, bị mắc cái gì rồi? Bị mắc sỏi rồi. À, trên này nó có sỏi này. Anh ơi, đi xuống đây để xem nó đi xa tới đâu nào. Đây, bây giờ ta sẽ đứng ở đây.
Đây, bây giờ thằng sẽ đặt cái ô tô ở cái vạch này. Đấy, đúng cái vạch này để xem ô tô này nó đi xa tận đâu rồi các bạn ơi. Thằng sẽ đứng im ở đây nhá. Chắc có về tầm... Không biết, anh tính quay theo ô tô nhá. Hết tầm rồi. Đói. Xa nhỉ. Vẫn chưa tịt. Ôi, 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 ui dồi ôi. Bị tai nạn. Rồi, rồi, rồi. Ôi, 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 ôi. Kháo đâm vào ô tô em đấy. Ôi, ui, xa ghê nhở. Ui, vẫn chưa tịt luôn. Ui, xa, xa, ui, ui. Mắc rồi, mắc rồi. Anh ấy mắc cái gì đây? Ôi, vẫn đi luôn ạ. Ui, xa đây. Chưa hết cỡ. Hết cỡ rồi, tịt rồi. Tịt rồi. Chỗ này là bao nhiêu mét nhỉ? Chắc phải được 50 mét. 50 mét. Quay lại nhé. Đấy, lại bắt rồi. Ui, 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 ui. Rồi, đó, đó. Ui, 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 ui. Đây, 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 thằng biết lái rồi, biết lái rồi nha. Sang phải, sang trái. Đó. Ui, dồi ôi. Lại đâm vào tường. Đó, đó, đó. Ui, sao nó cứ thích người. Ui, 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 dồi. Ơ, mắc rồi, mắc rồi. Không phải đi thẳng, nó cứ va vào sỏi. Xong vào loại sang phải, sang trái. Rồi. Đó, ui, sao nhiều trứng nghệ vật quá. Đó. Uầy, 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 uầy. Xong rồi. Cần 450 mét nhỉ? Ok, 50 mét nha. Vậy là cái chiếc xe của thằng đi được 50 mét này. Nhỏ. Bây giờ sẽ ra review cái chiếc xe của anh Thịnh sẽ được. Nhỏ nhưng mà cô vỗ. Xem là cái chiếc xe của anh Thịnh có chất chơi không? Ok, đây là cái siêu xe của anh Thịnh này. Siêu xe của anh Thịnh to hơn, bởi vì là ở bên ngoài anh Thịnh cũng to hơn tháng nữa, nên là sẽ mua cho anh Thịnh cái chiếc xe to hơn. Đấy. Chất không? Chiếc xe này nó cũng chạy bằng pin này. Wow, màu đỏ trắng luôn nhỉ. Nhưng mà cái chiếc xe này nó sạc được. Nó chẳng pin sạc, đây có dây sạc này. Hết pin thì lại sạc, còn cái chiếc xe này là hết pin thì lại phải mua pin mới. Cũng phải xoáy ốc ra này. À rồi, bây giờ lắp pin. Lắp ba quả pin vàng này vào. Pin này là pin dùng được nhiều lần. Hết xong lại sạc. Ôi trượt. Rồi, lắp vào này. Ok. Xong rồi nhá. Xem cái ổ sạc của nó đâu nhỉ? Đây đây, chỗ này là cái ổ sạc của nó này. Đấy, các bạn cắm vào. Một cái đầu này cắm vào cái cổ sạc điện thoại ấy, là sạc được đấy. Nên là không lo không có tiền mua pin, chỉ lo không có điện để lạp thôi. Đây là cái điều khiển này. Ấy, hai cái điều khiển này nó khác hẳn. Ôi trời ơi, rồi rồi. Hai cái điều khiển này nó khác hẳn nhau luôn. Đây này, đói. Một cái là xoay xoay như này. Đó, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống này. Xoay 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 xoay. Bây giờ thằng sẽ lắp pin vào đây. Lắp pin vào đây. Lắp pin vào đây. Lắp vào. Ui, ui, ui. Chi đã đi đây. Mình chưa ấn. Ui. Đây nè. Cái ô tô này mở được cốp này. Mở được cốp với cửa sổ trời luôn này. Ơ. Ơ, sao không mở được nhỉ? Bạn hình như là cái nút này để mở cốp với cửa sổ trời, nhưng mà nó bị hỏng rồi đây này. Nó bị hỏng rồi. Đấy, cái điều khiển này mà ấn được này. Cái điều khiển này mà ấn được này. Ơ, nhưng mà hai cái chiếc xe này nó khác nhau nhưng mà lại cùng một cái điều khiển nhá. Đó. Bạn xịn chưa, xịn chưa? Nhìn này, ô tô to hơn. Đấy, ô tô của anh Thịnh này, ô tô của Thắng này. Ờ. Bây giờ thằng sẽ mở cốp của cái chiếc xe này lên này. Đó. Đó, ui, xịn chưa, xịn chưa? Ui, mở được cả cửa luôn này. Mở lại nhá. Đó, uái, xịn chưa? Nó là xịn sò. Ui, xịn sò luôn. Thế này có thể nhét được đồ vào trong này này. Đó, wow. Wow. Đây, bây giờ thằng sẽ mở cửa sổ trời ra để cho nó ngầu. Đấy. Mùi trần luôn đấy. Mùi trần luôn. Ấy, mở ra mà. Quên để đóng vào. Đó, ơ. Nhưng mà đóng cửa kiểu gì ta? À đây. Ơ. Mở cửa sổ trời là không đóng được cửa này. Đấy. Mở cửa luôn thôi. Cứ như này cho nó đi. Bây giờ thằng sẽ đi thử nào. Wow. Thằng sẽ dùng cái điều khiển này. Cái điều khiển này nó vẫn đi được, chỉ là không mở được cửa sổ trời thôi. Nào, cho nó đi thẳng nha. Ca thẳng. Đó, wow. Đi nhanh hơn này.
đi nhanh hơn xe của em. Ui ui lùi lùi lùi. Công suất lớn hơn nhỉ. Pin của nó khỏe hơn đó. Ui ui ui. Ui. Nghẹo linh tinh. Wow, được rồi, được rồi. Hay hay hay. Ấy, chết rồi, đâm vào tường rồi. Wow, có đèn luôn này. Ê, ê. Sao nó cứ đâm linh tinh nhỉ? Đó, đó. Wow. Ui ui, tí nữa thì đâm xuống dưới kia. Bây giờ ta sẽ xem cái độ xa của cái con xe của anh Thịnh này nó đi xa có bằng xe của Thắng không. Đây, lúc đấy ở vạch nào nhỉ? Có đèn nha, xe này có đèn với cả xe của Thắng nó cũng có đèn nữa. Hai xe đều có đèn. Ban ngày nhìn hơi khó, tối nhìn dễ hơn. Thôi, bây giờ sẽ cho nó đi này. Bây giờ Thắng sẽ phải dùng cái điều khiển này để đóng cốp xe của anh Thịnh vào. Đó, bấm nút này này. Rồi, đóng cốp, ê, nó lại mở ra này. Đó, đóng cốp rồi. Để được quyển đây. Bây giờ cho nó đi xem nào, xa tới đâu nào. Nào, à, vặn về phía trước là ngoành sang trái này. Vặn về sau là ngoành sang phải này. Đó. Wow, wow. Con này đi nhanh hơn. Tí thôi, ô. Tí thôi. Tí thôi các bạn ơi. Vậy là cái chiếc xe của anh Thịnh chỉ đi được bằng này thôi. Chắc là được 25 mét. 25 mét gì nữa đi đây. Tí thôi. Đi đây, em đứng đây nhá. Ôi 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 ôi. Xe của anh Thịnh đi ngắn lắm. Đây cho quay lại này. Ấy ấy ấy. Đó. Ôi sao nó ngoành ác thế nhỉ. Nó phá chiếc xe của mình rồi. Đấy, tịt rồi. Xe của anh Thịnh đi được ngắn lắm. Vậy là xe của anh Thịnh đảo hơn rồi. Xe của anh Thịnh đảo hơn rồi. Thắng vừa phát hiện ra một cái điều cực kỳ là hay luôn, là một cái điều khiển này có thể điều khiển được hai cái chiếc xe này luôn. Đây là Thắng sẽ cho tất cả các bạn xem nha. Đấy, chỉ cần một cái điều khiển là điều khiển được cái chiếc xe của Thắng với cả của anh Thịnh luôn. Đây, cho mọi người xem nha. Bật rồi nha. Đấy, mở cốp này. Anh Thịnh quay mở cốp cùng lúc này. Đó, nghe không? Thấy rồi, thấy không? Đấy, đóng đấy, luôn. Đó. Một điều khiển luôn. Xịn sò thật. Bây giờ cho đi này. Đóng ra, đóng ra. Đấy. Uầy, thấy thấy chưa, thấy chưa? Một cái điều khiển thôi nha. Đây này, một cái điều khiển luôn. Ngoành. Ơ, nhưng mà hai cái này nó ngoành khác nhau này. Ơ, nó không ngoành cùng chiều với nhau. Nó chỉ đi lộn xộn thôi chứ nó không ngoành cùng chiều với nhau. Nó chỉ đi thẳng nữa thôi. Một cái một nơi. Đấy, mỗi cái nó ngoành một phía ấy. Thắng vặn ngoành trái ngoành phải nhưng mà mỗi chiếc xe loại ngoành khác nhau. Rồi, ok các bạn ơi, thì hôm nay Thắng đã review xong cái chiếc xe của anh Thịnh với cả của Thắng rồi nha. Thì cái chiếc xe của Thắng nhỏ hơn này nhưng mà lại đi xa hơn. Còn cái chiếc xe của anh Thịnh to hơn, công suất đi nhanh hơn nhưng mà lại đi được ngắn hơn. Thì ở cái video sau ấy, Thắng sẽ nghĩ ra cái trò gì để Thắng với anh Thịnh chơi bằng hai chiếc xe này. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của Thắng. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.